đó tại Quảng Nam vào khoảng 14 giờ 30 hôm nay tại khu vực xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, cách đập chính thủy điện sông Chanh 2 khoảng 500 mét đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng. Có 6 nạn nhân thoát chết trong gang tấc, một người đang đi đường bị đất đá vùi lấp hiện vẫn chưa tìm thấy. Cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My đã nhanh chóng có mặt, đưa hai người bị thương đi cấp cứu và tích cực tìm kiếm người bị mất tích. Vâng, tình hình mưa lũ sẽ diễn tiến ra sao vào đêm nay và có những khu vực nào cần phải chú ý? Chúng ta sẽ cùng chuyển câu hỏi này tới biên tập viên.